Thưa quý vị, những năm gần đây, các cơ sở ngành nghề công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát triển khá. Nhiều cơ sở may mặc, cơ khí, chế biến gỗ, nông sản thực phẩm từng bước xây dựng được thương hiệu, cạnh tranh tốt trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội và giải quyết việc làm cho lao động của địa phương và các vùng lân cận. Ghi nhận tại thành phố Long Khánh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất mít sấy Hưng Phát, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh chuyên thu mua chế biến các sản phẩm từ mít của người dân trong vùng để cung ứng nguyên liệu cho các nhà máy cũng như sản xuất các sản phẩm riêng của doanh nghiệp. Trong điều kiện hoạt động bình thường, doanh nghiệp mỗi ngày tiêu thụ khoảng 5 tấn mít tươi cho nông dân. Ngoài thị trường trong nước và xuất khẩu đi Trung Quốc, doanh nghiệp đang làm việc với một số đối tác chuyên xuất khẩu vào các thị trường khó tính hơn như châu Âu, Trung Đông. Năm 2023, sản phẩm mít sấy của doanh nghiệp đã được địa phương hỗ trợ để đăng ký và đạt được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Nhà nước có những cái chính sách để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động. Có những giải pháp như là có thể là hỗ trợ về lãi suất và đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp để người ta có thêm kiến thức. Người ta khi vô trong doanh nghiệp người ta làm, người ta cũng có một cái lượng kiến thức vừa đủ để doanh nghiệp không phải tốn cái tiền phải đào tạo. Tương tự, cơ sở sản xuất nấm Phương Linh ở phường Xuân An, thành phố Long Khánh đã hoạt động trong lĩnh vực cung ứng meo, phôi nấm lâu năm. Từ việc cung ứng nguyên liệu là chủ yếu, cơ sở Phương Linh những năm gần đây chuyển mạnh sang sản xuất đông trùng hạ thảo. Riêng tại địa bàn Long Khánh, Phương Linh có nhà xưởng sản xuất nấm lên tới hơn 8 sào. Bên cạnh đó là hai nhà xưởng sản xuất ở huyện Xuân Lộc và tỉnh Hà Nam để phục vụ thị trường miền Bắc. Làm đông trùng này thì nó cũng đòi hỏi kỹ thuật, nó gặp cũng khó khăn, nhưng mà cũng có những đơn vị chẳng hạn như viện thì cũng hỗ trợ và kỹ thuật của mình nữa, rồi nhà nước thì cũng hỗ trợ về máy móc và giấy tờ thủ tục này, nhà nước các cấp chính quyền địa phương như phường, huyện, thành phố, rồi tỉnh là cũng rất quan tâm để hỗ trợ mình về vấn đề pháp lý cho nó thủ tục. Rồi hướng tới 2024-2025 này thì phát triển để cho nó nên ô cốp 4 sao, phát triển về chất lượng và cơ sở hạ tầng. Với 15 đơn vị hành chính gồm 11 phường và 4 xã, thành phố Long Khánh hiện có 6 cộng tác viên khuyến công đang hoạt động. Đây là lực lượng hỗ trợ cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai nắm bắt nhu cầu của cơ sở công nghiệp nông thôn tại địa phương, từ đó kịp thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kịp thời nhằm giúp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố có điều kiện phát triển, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Năm 2024 này thì Ủy ban thành phố Long Khánh mình cũng hỗ trợ cho các cơ sở, các doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển những cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến cho nó kịp thời. Các cơ sở được hỗ trợ cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu á, khi mà họ được hỗ trợ thì là họ rất vui, vì lý do là cái sản phẩm của họ là được đưa ra ngoài thị trường rộng rãi, nhiều người biết đến thì đầu ra nó sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thời gian tới, các cộng tác viên khuyến công sẽ tiếp tục triển khai các chính sách khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn, đồng thời phối hợp với các đơn vị thẩm định các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, đủ điều kiện thụ hưởng các chính sách khuyến công như thợ giỏi, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố, cấp tỉnh, hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến để đăng ký vào kế hoạch khuyến công năm 2024.